Dạ xin được kính chào quý vị cùng trở lại với em trong buổi sáng ngày hôm nay, lang thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, em đang ở khu vực chợ Đầm và trước mắt quý vị là bến xe ngựa của ngày xưa. Mời quý vị xem lại hình ảnh từ bến xe ngựa thời trước năm 1975. Hôm nay thông báo với lại quý vị một tin vui là em mới tiếp nhận thêm 200 đô la Mỹ từ một người chú, đó là bạn của cô Perry. Cô Perry thì quý vị sẽ bắt gặp cái tên của cô xuất hiện rất là nhiều lần ở trên kênh YouTube Nha Trang Quê Nhà của anh Châu và anh Bằng ở dưới trục đó quý vị. Cô giúp đỡ rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh bệnh tật để mà cần tiền để giải phẫu. Và hôm nay một người bạn của cô cũng thông qua em để gửi 200 đô la Mỹ để đi dành tặng đến những hoàn cảnh khó khăn mà ở đâu đó trên Nha Trang họ đang cần giúp đỡ. Và hôm nay thì em sẽ dùng số tiền của chú cộng với lại 1 triệu đồng còn lại từ anh Hiếu Phan ở xóm Vạn Hòa, xóm Bãi Cát, nơi mà em vừa mới từ đi ra. Và em đã dùng hết số tiền của cô Linh Nguyễn, cô người Hoa gốc người Hải Nam, và dùng hết số tiền của hai cô chú nữ trung học và bên Võ Tánh. Thưa quý vị, em sẽ tới đường Nguyễn Thái Học chỗ ngã ba Lò Heo để đi tìm gặp chú Minh. Chú Minh là chú đạp ba gác ở phía trước nè quý vị, và chú thì đang nuôi một bà xã bị bệnh tai biến. Hoàn cảnh của chú cũng rất là khó khăn. Chú là một người gốc người Hoa đó quý vị. Chú rất là hiền lành và tốt bụng, rất hay làm những cái việc công quả ở chùa người Hoa. Đợt vừa rồi thì em có đến với lại chùa Bà Thiên Hậu Phúc Chiều để ghi hình lễ hội ở bên đó, thì em có bắt gặp chú và hỏi thăm thì mới biết hoàn cảnh của chú. Chào chú Minh. Bận lắm hả chú hả? Khoảng mấy giờ xong? 1 giờ á. 1 giờ con quay lại nha. 1 giờ về bên đó 2 giờ á. 1 giờ là chú còn ở đây không? Về rồi á. 1 giờ là về rồi. Vậy 12 giờ mấy còn ở đây không? Không biết nữa. Vậy khoảng 12:30 con quay lại đi. Ừ. Dạ. Kính thưa quý vị, chú Minh chạy ba gác ở ngã ba Lò Heo cũng rất là lâu năm rồi, tính tầm khoảng 30 năm hoặc hơn. 40 mấy năm luôn. À, chú đi từ xa mà vẫn nghe. Hiện nay thì quý vị thấy đây là đường Nguyễn Thái Học và phía trước là ngã ba Lò Heo với những cái chiếc xe tải đang đậu ở nơi này. Bây giờ thì những anh em bốc vác hay còn gọi là nghề cứu vạn đó quý vị, sẽ bốc hàng từ trên những chiếc xe này xuống. Có rất là nhiều xe đạp, rồi xích lô, ba gác cùng bốc hàng và đi giao hàng cho người ta. Bây giờ là tầm khoảng 9 giờ sáng thưa quý vị, và đâu đó tầm khoảng 1-2 giờ thì mấy anh mấy chú ở đây mới làm xong công việc của mình. Nhà chú hiện nay ở đường Lý Ông Trọng, người ta gọi là Lầu 7, là cái chỗ nghĩa trang Phật giáo ngày xưa ở Vĩnh Phước, Hòn Trong. Công việc rất là bận rộn. Vậy gặp chúng mình sau nghe. Những người rất là chịu thương, chịu khó làm những cái công việc rất là nặng nhọc. Và hiện nay thì mùa nắng ở Nha Trang, nắng rất là khủng khiếp, tầm 35 độ hoặc hơn. Mấy anh em làm cái nghề này ở ngã ba Lò Heo cũng phải nói rất là lâu năm rồi.
của mình lụm được cái biển số ở đâu là gắn vô vậy? Đi thường lượt cái này thùng đạn hồi xưa đúng không? Đâu rồi? Đúng rồi, thùng đạn này giá trị lắm đó. Một rồi sắt. Cái này giao hàng đi đâu đó chú? Ở dưới đây nè. Gần đây chỗ hả? Anh Tiến hả? À chỗ anh Tiến Nguyễn Thế Học đây. Nãy chú Minh chạy đâu vô ngõ bên hồi nãy? Trong chợ, trong chợ tròn. À đây là giao cho tất cả tiểu thương ở đây đó ha. Đúng rồi. Để chú giữ sức đạp xe thưa quý vị, hỏi chú thì chú trả lời thì cũng hết hơi. Đường Nguyễn Thế Học ngày xưa cũng là một cái bến ở khu vực chợ Đầm. Ở đây quý vị thấy bán lộ ô nhiều lắm, ngày xưa cũng được gọi là bến lộ ô. Đúng rồi. Chúng mình ta thính quá, đứng từ xa đây nói nhỏ mà chú cũng nghe được luôn. Bến xe điện cũ á. Bây giờ hết rồi, thương nhân nó lập á. Dạ dạ. Nghe nói bà xã chú ngày xưa ở bên Nguyễn Thế Học đây hả, chỗ là heo hả? Đúng rồi. Rồi bây giờ chuyển qua đường Lý Ông Trọng rồi. À nhà bên đó, mua bên đó. Dạ. Bây giờ làm ăn khó khăn, con nó chuyển về nó ở Đông Đen à. Bà xã chú bị tai biến ha. Ừ. Có cần xe lăn không? À có xe lăn là cho chứ đừng có đưa cái xe kéo đi không có được đâu. À xe lăn thì cần đúng không? Còn xe lắc tay là đi không được ha, đường dốc quá ha. Dạ. Đó thì mình để đẩy nó đi. À dạ dạ. Một người chồng rất là chịu thương chịu khó thưa quý vị. Có một con nó bị tai nạn á. À con chú hả? Nó mổ cái chân nè, bây giờ nó yếu lắm, nó đi không có được. Nó đi ở trong nhà cho nó đi chừng khoảng 100m là nó đuối à. Wow, con trai con gái? Trai. Chú mấy đứa? Bốn đứa luôn. Mà được ba xui rồi, chứ nội chú ngoại đầy đủ. À ba xui rồi, nội ngoại đầy đủ hết. Chú mình cũng người Hoa ha? Người Hoa. Chú mình chú mình bang nào? Hồi xưa ông già chết năm 71 tôi có mười mấy tuổi rồi, đó. Cho nên cũng không biết là bang nào luôn. À bên Triều Châu ha. Nghe ông già nói là bên Triều Châu. Tại vì chú cũng hiện nay cũng đang phân vân về cái nguồn gốc của mình. Cố lên chú, có cần đạp không? Có cần giúp không? Không, tới rồi. Tới rồi. Sao? Một bao như vậy người ta kể có 15 ngàn. Chở một bao vậy là 15 ngàn. Mà ăn tập thể đó là không có riêng mình. À ăn tập thể luôn. À là cả đội đó. Đây đem vô chỗ bán dép đây thưa quý vị. Vậy thôi chúng mình làm việc nha, chút nữa con quay lại. Dạ. Kính thưa quý vị, đây là buổi chiều tại vì lúc trưa em có quay lại chỗ là heo và gặp bà con ở đó thì họ nói là chúng mình về nhà lúc 1 giờ và để cho chú nghỉ ngơi. Cho nên bây giờ em mới ghé lại để tìm nhà của chú. Đây là đường Lý Ông Trọng. Ở đây là lầu 7 thưa quý vị. Lầu 7 có nghĩa là ngày xưa họ sau khi cải tạo cái chỗ nghĩa trang Phật giáo thành người ta chia thành 7 bậc tam cấp. Mỗi cấp thì giống như là xây dựng một cái hàng dân cư ở nơi này. Cho nên gọi là lầu 7. Ở đây là xóm núi và bà con ở đây nhiều người khổ lắm thưa quý vị. Chào mấy cô, mấy chị. Xóm này nhiều bà con mình buôn bán hàng ăn hàng uống. Theo em tìm hiểu thì nhà của chú Minh ở đâu cái đoạn này. Xung quanh đây là sấm núi thưa quý vị.
đây nhà đây. Chú Minh ơi, chú Minh ơi, chắc chú sinh hoạt cái trên kia. Có chú Minh ở nhà không em? Chở máy đi chăm cứu rồi hả? Ở chỗ nào vậy? Mình đây rồi. Cô còn đi được không? Mới đi anh Lộc về. Mới đi chỗ chú Tứ Hải về đó ha. Không, cho anh Lộc còn quá chi bí quá. Cô biết giờ này chú về cho nên sẵn tiện con ở lại con chờ luôn. Rồi chúng mình vô nhà đi, rồi con lên sau ha. Rồi cô leo cầu thang được không? Bò. Cô bò thôi. Bò lên. Trên nhà có cái nạn chóng. À. Cô bò lên chứ. Bữa giờ đi chăm cứu trên nhà Lộc á, đỡ. Bữa cô lết xong rồi. Bữa lết thôi. Bữa cô lết bữa nay cô đi được vịnh vịnh được. À. Nhưng mà yếu. Tí miết thôi con à. Tí miết thôi. Cô chăm cứu trên Lộc á được tháng mấy á nên à, đi. Dạ. Đi đỡ hơi đi được chút. Cái này cô bị gì mà cô không biết nữa, cô té biết à. Té nó sừng á. Không, hồi trước mà sao mà bị như vậy á. Đầu tiên á là cô đau lưng, xong cái đầu nó xuống nó liệt hai chân cô luôn rồi, cái cô đi không được, cô lết luôn. Cho nên bây giờ là nhờ chăm cứu mà còn đi đứng đồ được một chút. Chút thôi chứ cũng đi được nhiều. À. À giờ cô bò lên. Giờ bò lên thôi. Bữa trước thì lết. Dạ, cô nay nhiêu tuổi rồi? 60 cô. 60, còn chú Minh hả? À, 64. 64. Lên con. Dạ con lên trước đi con. Bò lên chứ lên gì được. Kinh tế là dựa vô chú Minh hết đó ha. À, thằng con nó cũng bị liệt cái tay nè. Wow. Thằng trai nó liệt cái tay, nó đi bộ đội gì nó liệt. Bộ đội á, về nó bị tai nạn á. Mổ bất cái gân, lấy gân cái đắp, bây giờ nó không thành công, giờ nó sụi luôn. Dạ. À, còn ánh sáng không ạ? À? Ở đây mở đèn được không? Cho con cái đèn đi cô. Cô lúc trước là cô bị cho con kẹp này vô nha cô nha. Là bị đau lưng đó cô. Rồi lúc sau đầu đó là cô hồi đó là cô cục trẻ, cô làm đông lạnh rồi cô làm nhà hàng cô đứng nhiều quá. Dạ. Hồi trẻ mà xong sau này cô nó đau đầu đau lưng. Cái đau cô làm cô rửa chén nhà hàng á, xong nó đứng cô đứng nó dậy không có được, nó đau xong cô bị luôn, cái là cô ráng cô làm là mấy 4 năm nay là cô không làm, nó liệt luôn rồi cô không. Dạ. Làm đó là lúc đầu hết sức là từ cái lưng cái xong cô đứng, còn đứng làm đông lạnh là cô đứng quá cái nước này ấy đó, là hậu trĩ mà phải làm con đông mà con đông bốn đứng đó. Rồi xong cô làm nó biết rồi xong bắt đầu nó đau.
đầu cái từ nó cô đứng dậy không được luôn, cái đêm ngủ sáng dậy là bắt đầu nó liệt luôn, là 4 năm nay là cô liệt, nó liệt là lết miết thôi. Lúc trước còn chưa bị là ở bên Nguyễn Thái Học sống là heo hả con? Về đây lâu, về đây là 4 năm đâu cô, về đây là mấy chục năm rồi chứ, mấy chục năm rồi. Ồ, năm 90 mà hồi đó đất đi cái đất như địa mà nghĩ trang Phật giáo đó. Rồi xong cái đất xong cô bồi đó, làm xong cái xây dựng xây thành cái nhà gì chứ hồi đó nhà cốt đất giờ đi là nhờ cái cây này, cây này mà nó tế hoài rồi con à, tế hoài thôi, là cây này là mới đi đây chứ hồi là cũng nhẹ quần quần cô lết xong tế miếng xong có cây này nó đỡ rồi cô chống cho đi. À, bữa giờ chăm cứu là con đi cô thẻ đang đỡ cô đi tự nhiên mà nó cũng té mà cô phải nương mà cái đây chăm thân nó té nhờ đi chăm cứu lên chùa xong chú Hải á con chăm không có lấy tiền cái đi chịu khó chịu cũng gì đi chăm không đi sáng đi bơ gác chú qua chịu khó chú Minh có thể ngồi đây được không chú Minh? Điều cái chăm nó đỡ, chăm nó đỡ con mà nó giãn ra. Bữa cái chân cô nè, nó rút mấy cái ngón này giờ nó thẳng rồi, nó không rút nữa, nó tự nó rút luôn. Chúng mình ngồi vậy luôn đó. Vậy là nay cảm thấy ổn rồi ha. Nên là đi chập chững là nó cũng té à. Dạ. Chúng mình ơi. Dạ. Một ngày lao động của chúng mình thì kiếm được khoảng nhiêu tiền vậy? 300 cũng có, mà 200 cũng có, mà có khi vài chục ngàn cũng có ngày nào lóc không? Đó lóc là vài chục á, lóc là kiếm vài chục ngàn thôi. Lóc á là lóc á, lóc là vài chục ngàn thôi, là như là không có rồi. Làm cái đó nó bào sức khỏe dữ lắm, nó phát nặng, có bị đau lưng rồi không? Không, bị phế quản mãn tính nè. Nè uống nước rồi con. Bệnh viện lao nè. Ông khám định kỳ bệnh viện lao á. Khám bệnh viện lao luôn. Một tháng là ông khám một lần. Chú là phải cẩn thận coi chừng là lao lực nha. Là ông cũng bị lao lực. Đúng rồi đó. Điều cá ông nhờ đi chùa Phật mẹ độ sao á, từ đó đỡ. Con biết đến chú là bữa con qua chùa mà đó, chiều đó. Lâu rồi mà. Thấy chú gì hôm cô cũng hay lên phụ, xong mấy năm nay là cô bị liệt á, xong mấy ông thầy mấy ông chú lại ông giới thiệu nè, nó chụp sinh ra bây giờ nó mổ lấy cái gân lên nè, con thằng con bữa đi á, bữa đi là thầy nào cũng nói đừng có mổ thì có thể khả năng không chữa phục hồi này được, bây giờ mổ lấy từ bên đây nè, lấy xuống lấy cái gân đó, xong rồi bỏ cái tay á, bỏ cái tay nè, tưởng là nó thành công, thế là nó yếu hết toàn bộ luôn, bây giờ nó đi từ chân tới đây nó đi không nổi. Như là tay thì không chữa lành mà chân bị đập nhau, đó mất cái gần. Giờ mà nóng nuôi hai mẹ con. Chắc chiều con có gặp em rồi, em có ra đây nói chuyện với con nhưng mà con thấy em rồi, mấy con này con chờ luôn á. Nó cũng yên, nó thấy nó tờ thấy con, cái nó cũng yên. Con ba đứa lớn của cô nó cũng... thì nó có chồng ở chợ, nó có chồng có vợ nó ở riêng. Ở đây là bao nhiêu người ở trong nhà này cô? Hai gia đình. Coi như là hai chồng cô. Dạ. Chứ là thằng đó rồi bây giờ cái thằng anh đó nhà thơ cứ mướn á, giờ hai mấy đứa con nó đi học nè, nhỏ xíu á. Dạ. Không ai coi, nó quăng lên đây, nhưng mà nó ở nhà thơ, nó quăng đây tối nó chở gì à. Dạ. Nó đem tivi cho con nó coi á, nó cũng nhà thơ cứ mướn, nó mướn tháng 10 triệu tiền đâu, hai đứa nhỏ tội. Thằng lớn á, nhà gì mà thôi tháng 10 triệu nó mướn trên xưởng á, trên chỗ Phương Xài á, vừa làm luôn á, vừa làm vừa ăn luôn. Đó nên khổ. Còn hai đứa con gái thì nó có chồng, nó lo cho chồng con, nó đâu ở với mình đâu. Nó có con gái nó lo. Con cũng có cái chương trình là tặng xe lắc tay á, nhưng mà theo con thấy địa thế ở đây là không có phù hợp. Đúng cho rồi. Cô để dùng xe lắc tay ha, tức là cô cần một chiếc xe lăn hả cô? Cô cần xe lăn thì nhiều khi ông đi đâu á, để cô đi được, hoặc là để đây thì cô có thể đi tới đi tới đi lui trong nhà được, chứ mà biểu đi xuống dốc đồ cô đây cái cùng lết xuống đồ chứ có đi đâu được đâu mà. Dạ. Kính thưa quý vị, chương trình của em sắp tới là em có đến 20 chiếc xe lắc tay
từ một chú Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ. Chú cũng là một người con gốc Hoa luôn đó, nhưng mà chú ở Ninh Hòa. Và tên của chú thì con xin phép được giấu tên. Sẽ có 20 chiếc xe lắc tay. Nếu được thì con xin phép chú là con sẽ lấy ra một chiếc xe, con sẽ quy đổi thành những cái chiếc xe lăn, không biết là được bao nhiêu chiếc xe lăn, là tặng cho nhà của chúng mình. Cô một chiếc và một vị sư bà một chiếc nữa. Là vì cái nhu cầu của họ, khi mà họ biết được cái thông tin của em đó quý vị, khi em có đăng lên các trang mạng xã hội thì họ có liên lạc với em, và em có nói đây là xe lắc tay, cho nên là họ rất là hụt hẳn. Và với cái địa thế và hoàn cảnh của những bà con thì chắc là em sẽ quy đổi một chiếc ra thành hai chiếc xe lăn để tặng đến bà con. Và hôm nay là cô chú, con đến đây con xin phép đại diện của anh Hiếu Phan, là một người, và một người chú là người bạn thân của cô Barry ở bên Mỹ, là mỗi người sẽ ủng hộ đến gia đình là 500.000 đồng, tổng cộng là 1 triệu. Con xin phép được tặng cô ha. Cảm ơn con. Dạ. Cái gì hỗ trợ tiền ăn uống rồi đi lại rồi thuốc men. Bây giờ cô cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn cô làm chương trình cho cô một chút. Dạ. Chúng mình có điều gì muốn nói không? Tại vì con thấy chúng mình còn thương chúng mình lắm á, tại vì chịu thương, chịu khó làm việc không nề hà gì hết. Không biết nói nữa. Có duyên á thì mình gặp trước là chùa, sau quá cậu có tới nhà cậu giúp đỡ. Cho bà xã tôi chúc đỉnh gì đó, tôi cũng cảm ơn cả mọi người trong nước và ngoài nước. Dạ. 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 Kính thưa chú, kính thưa quý vị, chú Minh này nè là điển hình của một người đàn ông mẫu mực ở trong gia đình. Với cái công việc của mình là chỉ là nghề cửu vạ, nghề bốc vác thôi. Với một chiếc xe ba gác của mình, chú đã làm việc hơn 40 năm nay và là trụ cột chính trong gia đình. Đối với những người mà công việc giống như chú Minh á, xin nói thẳng với quý vị là ban ngày họ đi làm, họ cũng không cần thiết là có làm được hay không. Nhưng rất là nhiều người nha cô nha, buổi chiều lại là phải vài chai hoặc là vài xị rượu đó. Cho nên là để cho qua ngày động tháng. Tuy nhiên thì 40 năm nay chúng mình không có như vậy. Có hút thuốc đúng không? Hút thuốc thì ai cũng hút rồi. Nhưng mà cái công việc của chú và thật sự là một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Và trợ giúp đến bà xã thì ngày nào cũng vậy cô ha, cũng phải đưa đi chăm cứu rồi trở về. Con cố tình con nán lại ở đây để ghi hình cái đoạn hai cô chú chở nhau về và cô lớn lên cầu thang. Dạ dạ. Đầu lòng ông kêu chứ sao ông hỗ trợ tiền bạc, hỗ trợ chiếc xe lăn sao đi dốc luôn. Dạ dạ. Tôi nói chị cũng chịu khó, ai cho gì cũng. Dạ. Rồi một lần nữa xin thay mặt một người chú là bạn của cô Barry bên Mỹ ở Cali á, rồi một người nữa là anh Hiếu Phan, ảnh ở xóm Bãi Cát, xóm Vạn Hòa, chỗ bến xe ngựa cũ đó, ngay chợ Đầm đó. Dạ. Chúc cô chú nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nha. Làm ly nước lại đi cho mát. Đây nè, ly này của con nè, được rồi, đừng có rót nữa. Nó uống nước. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn cô chú nha. Dạ. Cái gì? Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Chúc cô chú nhiều sức khỏe. Chú cũng phải giữ sức khỏe nha. Có sức khỏe thì mới lo lắng được cho cô. Không, bữa trước ông yếu cho mà nhờ mẹ. Dạ. Vậy đó ha. Chú là dễ bị lao lực lắm nên chú cũng phải điều tiết cái công việc của mình lại, mặc dù là mình đừng có ham quá. Người ta nói là ham một tấc mất một thước. Không phải là ham, tôi nói chú ngồi thấp xuống mới thấy được cái camera. Không phải, tôi không ham. Dạ. Tôi về cuộc sống thôi, tôi làm nửa ngày thôi. Cái xe về sớm là tôi ra làm xong tôi về sớm, xe về trễ. Có khi 4-5 giờ tôi mới về, là do Sài Gòn nó về trễ. À, xe tải về đó. Xe tải nó về trễ, phụ mình phụ về xe. Chứ còn biểu tôi làm nó không có làm. Nhưng người ta lên đây biểu tôi chở cái này nọ, nó mệt lắm, nó phải chở. Dạ rồi, dạ con hiểu rồi, cố gắng nha. Kính thưa quý vị, cảm ơn anh Hiếu Văn, cảm ơn một người chú rất là dễ thương. Khi chú có kể, cô Perry có kể với em là khi chú coi được những cái clip mà em đại diện những Mạnh Thường Quân đi tìm kiếm những người khó khăn và giúp đỡ thì chú rất là thích cái chương trình này. Cảm ơn chú, cảm ơn anh Hiếu Văn. Đến bây giờ thì em xin được phép kết thúc video này. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt, chân chào. Yeah.